Thưa bà con, cá chết ở mọi kích cỡ, độ tuổi, trên thân thì không có vết bệnh, có thể xuất hiện rải rác hoặc là thậm chí chết hàng loạt với số lượng lớn. Vâng, có thể thấy là cái tình trạng này thường xuyên xảy ra vào mùa mưa phải không ạ? Đúng là như vậy, tại vì là sau những cơn mưa thì môi trường nước thường bị thay đổi rất là rõ rệt, và nếu như mà không có sự chuẩn bị ứng phó kịp thời thì người nuôi cá có thể gặp những thiệt hại nặng nề. Khi mưa xuống, nước mưa sẽ làm thay đổi đột ngột môi trường ao nuôi. Các chỉ tiêu quan trọng trong ao như nhiệt độ nước, độ pH và các loại khí sẽ biến động. Không chỉ cá mà toàn bộ hệ sinh thái trong ao như vi sinh vật, vi khuẩn và các loại tảo có lợi làm thức ăn cho cá cũng bị ảnh hưởng. Cá nuôi thì nhiệt độ phù hợp nhất là từ 25 đến 28 độ C. Đấy là phù hợp nhất, còn cái khoảng để nó có thể từ 20 đến 32 độ C. Thế tuy nhiên rằng là khi mà đã giảm xuống dưới 25 độ C thì ăn nó đã kém. Cái thứ hai nữa là các cái hoạt động của nó cũng không bình thường. Độ pH phù hợp nhất trong ao nuôi là từ 7 đến 8,5, nhưng khi gặp mưa, đặc biệt là các cơn mưa acid, độ pH tầng mặt sẽ giảm đột ngột, trong khi tầng đáy vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. pH tầng mặt giảm như vậy thì trước tiên là những cái cá sống ở tầng mặt sẽ bị ảnh hưởng. Sau đấy là những cái cá ở sống ở tầng giữa và tầng đáy, khi mà lên ăn vẫn phải tiếp xúc với lại cái môi trường nó không thuận lợi như vậy. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta không xử lý kịp thời thì cá dẫn đến có thể là chết hàng loạt. Nước mưa kéo theo chất thải và bùn đất từ trên bờ xuống, kết hợp với các chất thải lưu cữu lâu ngày và thức ăn dư thừa có sẵn trong ao sẽ làm nước đục hơn. Kèm theo đó là hiện tượng tảo bị chết khiến hàm lượng mùn bã hữu cơ tăng nhanh. Hơn nữa, sau những cơn mưa thường là những ngày nắng to, nắng nóng làm sắc tảo trong ao và mùn bã hữu cơ phân hủy nhanh. Quá trình này cũng làm giảm oxy và tăng lượng khí độc. Cần phải có một cái hàm lượng oxy hòa tan lớn để mà phân hủy các cái mùn bã hữu cơ cũng như các cái xác tảo. Trong trường hợp mà nó sử dụng oxy hòa tan quá mức rồi thì nó lại ảnh hưởng đến cái oxy hòa tan của cá. Thế mà trong cái điều kiện mà oxy hòa tan giảm một cách đột ngột thì sẽ làm cho cá có thể bị nổi đầu. Bình thường thì có thể nổi đầu, nhưng mà nếu như mà cái hàm lượng oxy nó xuống dưới 3 thì nó sẽ làm cho cá có thể bị chết hàng loạt. Người nuôi cá cần thường xuyên theo sát các bản tin dự báo thời tiết. Trong mùa mưa, nên định kỳ từ 7 đến 10 ngày rải đều vôi quanh bờ ao với liều lượng 7kg vôi cho 100m2 đất. Khi mưa xuống, nước mưa sẽ kết hợp với vôi, không làm giảm đột ngột độ pH trên tầng mặt. Nếu trước khi trời mưa, bà con không kịp rải vôi, thì sau khi mưa ngớt, cần rải vôi với lượng 2kg vôi cho 100m3 nước, hòa tan và té đều trên mặt ao. Song song với đó, cần bật quạt khí để đảo các tầng nước cho đều, cung cấp oxy hòa tan cho cá. Đảm bảo cho cái hàm lượng oxy hòa tan cho cá nuôi ở trong ao nó phải lớn hơn 3 hoặc là tốt nhất là lớn hơn 4. Bật quạt khí nó cũng có tác dụng là nó đẩy các khí độc ở dưới đáy ao ra khỏi mặt ao, thì làm cho cái khí độc đó nó cũng sẽ giảm để tránh ảnh hưởng đến cái đời sống của cá. Còn đối với lại nuôi lồng thì oxy hòa tan nó phải là trên 6mg trên lít. Phần lớn các cái lồng nuôi thì đều cần phải đặt các cái sục khí để cung cấp oxy kịp thời. Bà con có thể kết hợp dùng chế phẩm sinh học bón xuống ao để hấp thu khí độc, phân hủy mùn bã hữu cơ, ổn định môi trường ao nuôi. Cùng với các biện pháp xử lý khẩn cấp, bà con cần tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng cho cá ăn đủ lượng, đủ chất, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của chúng. Ngoài ra, định kỳ bổ sung vitamin C liều lượng từ 2 đến 3 gram cho 100kg cá ăn một ngày cho ăn 5 ngày liền. Khi mà dịch sâu keo mùa thu chưa qua đi thì chúng ta lại phải tiếp tục đối mặt với một loại sâu hại mới cũng nguy hiểm không kém. Đó là sâu đục lá cà chua Nam Mỹ vừa được tìm thấy tại Mộc Châu, Sơn La. Loại sâu này có thể làm mất năng suất 100% trên cây cà chua. Vậy cây cà chua bị sâu đục lá cà chua Nam Mỹ gây hại sẽ có những biểu hiện như thế nào? Làm sao để nhận biết được chúng? Xin mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây. Không chỉ có đường đục to hơn so với đường đục của sâu vẽ bùa thông thường, trên những lá cà chua này còn có thể quan sát được đối tượng sâu hại đang ăn phá ở bên trong. Sau khi đục lỗ, sâu sẽ chui vào bên trong lá để bắt đầu ăn phần thịt lá. Thịt lá bị ăn khuyết, khả năng quang hợp của cây bị suy giảm nghiêm trọng. Sau đó những lá bị hại teo lại,
trông bề ngoài giống như bị cháy. Cùng với lá, quả cà chua cũng bị sâu gây hại. Điểm lạ là phần vỏ nơi sâu đục khá kín miệng và không hề bị nham nhở như triệu chứng của nhiều loại sâu đục quả thông thường. Thưa quý vị, hiện một số địa phương ở miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long sau khi thu hoạch lúa hè thu thì đã gieo xạ sớm lúa thu đông, lúa mùa 2019. Cục Bảo vệ Thực vật cảnh báo dịch hại dầy nâu và sâu bệnh có khả năng bùng phát mạnh tại các địa phương này do dầy di trú có thể xuất hiện với mật độ cao. Theo dự báo, các đợt dầy di trú vụ thu đông vụ mùa từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019 vào các thời điểm biến động từ ngày 15 tới 22 mỗi tháng. Cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo, căn cứ vào diễn biến dầy nâu và chế độ thủy văn của vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, mỗi địa phương cần xác định lịch thời vụ xuống giống dựa vào dữ liệu bẫy đèn cho từng tháng. Theo dõi sát các đợt dầy di trú để xây dựng lịch gieo xạ cho vụ thu đông, vụ mùa 2019, phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất dầy nâu mang virus vàng lùn lùn xoắn lá, truyền bệnh cho cây lúa non và là cầu nối của dịch bệnh sang vụ đông xuân 2019-2020. Bệnh đạo ôn lá có thể phát sinh mạnh vào tháng 8 năm 2019 vì đây là giai đoạn lúa phát triển sung yếu, ẩm độ cao. Đến tháng 9 năm 2019, bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh bạc lá, lem lép hạt sẽ xuất hiện. Ngoài ra cần lưu ý chuột, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm phằn phá hại lúa thu đông, lúa mùa năm nay.